cô dì, chú bác, chào các anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với đường live của Lê Minh Vlog. Hôm nay mình lại mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm một buổi sáng với mình, xem cái khung cảnh cái dư âm ngày Tết có còn động lại hay không nhé. Mời cả nhà hãy cùng đi với mình nào, let's go. Trước mặt mình là cái khung cảnh một bãi biển buổi sáng cả nhà. Thì hiện tại bây giờ là 7 giờ sáng rồi cả nhà. 7 giờ sáng rồi, mình đang mời cả nhà cùng đi trải nghiệm với mình buổi sáng, cái khung cảnh buổi sáng rất là náo nhiệt. Cái dư âm của ngày Tết vẫn còn lại, người dân tắm biển rất là đông. Mặt trời hơi chói một chút rồi, mong cả nhà hoan hỉ. Buổi sáng mặt trời hơi chói mắt. Sáng rất là đông. Những hình ảnh rất là thân thương cả nhà. Biển người cả nhà, một buổi sáng mà rất là đông cả nhà xem, đúng là một biển người. Hình ảnh rất là đẹp, rất là thân thương. Xem anh nhớ like ủng hộ mình nha cả nhà, hãy đăng ký kênh. Nếu bạn nào chưa đăng ký, đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để cho kênh ngày còn phát triển nha cả nhà. Buổi sáng mặt trời sói quá. Sáng nếu có hơi ồn thì mong cả nhà hoan hỉ nhé, tại buổi sáng này rất là gió lớn. Quá là đông rồi buổi sáng. Khách mình cả nhà xem rất là đông. Khí hậu buổi sáng hơi gió tí, mong cả nhà hoan hỉ nhé cả nhà ơi. Thấy hình ảnh buổi sáng hơi chói mắt một chút, nhưng rất là nhiều những hình ảnh rất là đẹp, cùng rất là thân thương. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ mình nha cả nhà, để cho mình có cái động lực mình làm nhiều video hay và đẹp hơn nữa cho cả nhà xem. Một buổi sáng rất là đẹp trời,
nhưng mà buổi sáng này hơi gió một chút, lượng khách rất là đông luôn cả nhà, những hình ảnh rất là đẹp. Ở phía này thì mặt trời hơi xói túi cả nhà. Đấy, rất đông người tắm phía ngoài, nhưng mà mình quay trở ra thì mặt trời chói, mặt trời nhìn rất là khó nhìn. Mình đi xuôi mặt trời để cho nhà xem. Đây, đại gia đình chụp hình kỷ niệm này. Hình ảnh rất là thân thương này. Rất là đông, có một buổi sáng rất là náo nhiệt. Cả nhà trong cái mùa lễ không có đi thì thật là uống những hình ảnh rất là thân thương. Đông người tắm nhưng mà cái mặt trời chói quá cả nhà, chói khó nhìn, ở cái hướng ấy khó nhìn.
cảnh rất là đẹp phải không cả nhà? Cả nhà hãy mạnh tay like ủng hộ mình nha cả nhà, để cho kênh một phát triển. Sói mặt trời quá. Trong video hơi ồn, mong cả nhà hoan hỉ nhé. Có gì sai sót, mong cả nhà hãy hoan hỉ cho mình. Rất là đông rồi kìa. Video hơi dài nên mình cũng xin phép dừng tại đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác trong suốt thời gian qua đã cùng đồng hành với mình và ủng hộ mình. Một lời tri ân nhất tới với cái đại gia đình. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.